一堆乱七八糟的问题，咱一这不去越南旅游了个七八天啊。Cộng đồng mạng Trung Quốc thừa nhận mình là ếch sau khi nghe blogger giải thích về văn hóa tiền tiếp và mức độ an toàn khi du lịch Việt Nam. Netizen React xin chào các bạn. Các bạn thân mến, vài năm trở lại đây, Việt Nam của chúng ta trở thành điểm đến du lịch hút được rất nhiều khách du lịch. Tất nhiên, trước khi đến Việt Nam, các du khách cũng đã thử tìm hiểu về đất nước của chúng ta. Để xem đến đây thì nên ăn gì, chơi gì. Có rất nhiều người cũng vô cùng tò mò về Việt Nam, chẳng hạn như ở Việt Nam có văn hóa đưa tiền qua, tiền tiếp hay không? Du khách có bị làm khó dễ nếu không đưa tiền? Và liệu đến Việt Nam có an toàn để mọi người buông bỏ phong bị và tự do tận hưởng hay không? Những thắc mắc này đã chạy đến tai một anh chàng vlogger người Trung Quốc. Bằng kinh nghiệm du lịch cá nhân, dắt đoàn khách du lịch cùng bề dày trải nghiệm thực tế mà anh có được tại Việt Nam, anh đã lên ngay một video chia sẻ cho cư dân mạng về những thắc mắc của họ. Vậy anh chàng này rốt cuộc đã nói những gì mà khiến netizen nước Anh phải há hốc ngạc nhiên? Thậm chí có người còn xấu hổ cho rằng bản thân mình thật nông cạn khi nghĩ xấu về Việt Nam. Video do anh vlogger này đăng tải có tiêu đề: Bạn có tính tiền tiếp khi đi du lịch ở Việt Nam hay không? Việt Nam có an toàn không? Tôi đây sẽ cho bạn một câu trả lời thực sự. Anh này cho biết, vì mình đi Việt Nam rất nhiều lần nên mặc nhiên cũng nhận được rất nhiều câu hỏi của khán giả quan tâm về đất nước này, nên anh đã đặc biệt chọn ra hai vấn đề được nhiều người hỏi nhất để giải đáp. Đầu tiên, nhiều tin đồn cho rằng khi đến Việt Nam, nhất là khi qua hải quan thì phải đưa tiền tiếp cho họ nếu muốn mọi việc suôn sẻ. Anh chàng Trung Quốc đã phủ nhận ý nghĩ này. Anh nói anh qua Việt Nam bao nhiêu lần không đếm xuể, nhưng chưa bao giờ anh bị đòi một đồng tiền tiếp nào. Nếu có thì là do anh chủ động thấy người ta hỗ trợ mình nhiệt tình quá nên có bo một ít, chứ hoàn toàn không có chuyện người ở đây làm khó làm dễ anh. Nhớ có lần anh đưa đoàn khách đi vì quá vội và muốn đi nhanh, đi trước nên anh có ngỏ ý muốn đưa tiếp để được dắt đi nhanh hơn, nhưng đã bị hải quan từ chối. Họ trấn an anh rằng mọi người đều xếp hàng đi theo thứ tự, ai cũng được hướng dẫn cả nên đừng vội vàng, lo lắng. Mọi thứ được sắp xếp rất khoa học nên không lo bị chen chúc hay chậm trễ đâu. Từ một việc nhỏ này thôi mà anh đã có ấn tượng vô cùng tốt với Việt Nam. Anh bạn này nói thêm rằng, các bạn ạ, Việt Nam không hề có văn hóa tiền tiếp như phương Tây đâu. Dù bạn có hay không có tiếp thì họ vẫn đối xử và chăm sóc cho bạn một cách chuẩn mực và lịch sự. Thông thường ở Việt Nam, khách hàng cho tiếp là bởi họ muốn gửi lời cảm ơn thêm đối với người đã hỗ trợ họ, chứ không hề mang tính bắt buộc. Nên nếu bạn đang có ý định đến Việt Nam và đang lo lắng về vấn đề này, thì tôi khuyên bạn nên gạt nỗi lo đó sang một bên. Câu hỏi số 2 mà anh này nhận được nhiều nhất đó là ở Việt Nam có an toàn hay không? Không hiểu vì lý do gì mà trên mạng có rất nhiều lời đồn về Việt Nam, nói rằng đến đây sẽ bị bắt cóc, bị gạt tiền và tệ hơn là bị cắt thận đem bán. Anh vlogger này đã đưa ra rất nhiều dẫn chứng để phủ nhận tin đồn trên. Anh nói rằng bạn thử nhìn các thành phố lớn ở Việt Nam kìa, bạn đi một bước là phải gặp đến 3 người nước ngoài. Khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có khách du lịch đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Anh chàng này khẳng định, thử hỏi nếu Việt Nam thực sự đáng sợ như lời đồn thì một bóng người còn không có chứ nói gì, đông đúc và náo nhiệt như thế. Không biết các bạn có đến Bùi Viện chưa? Đây là một khu phố đi bộ khá nổi tiếng ở Sài Gòn và nó là hiện thân của cuộc sống về đêm đầy sôi động và nhiệt huyết của thành phố này. Anh chàng Trung Quốc cho biết thêm, vào lúc 2-3 giờ sáng, thậm chí mọi người vẫn còn tụ tập ở đây để ca hát, nhảy múa, tham gia các hoạt động một cách sôi nổi. Người Việt và người nước ngoài cùng trò chuyện, chơi đùa với nhau, hoàn toàn không tồn tại khoảng cách. Anh còn nói thêm rằng, Việt Nam từ lâu luôn nằm trong top đầu danh sách những quốc gia an toàn cho du khách vì tình hình chính trị ổn định. Nói đâu xa, ở Thái Lan, liên tiếp có các cáo buộc bạo động, tấn công bất ngờ, khiến nhiều du khách lâm vào tình trạng bế tắc vì các sân bay đã bị phong tỏa, không thể về nước. Tài chính lại cạn kiệt. Những vụ việc thế này gây nên bóng ma cực lớn cho du khách. Trong khi đó, với một quốc gia có nền chính trị ổn định như Việt Nam, các bạn có thể thoải mái vui chơi, mua sắm mà không cần lo ngại đến các vụ biến động chính trị. Nhiều người Trung Quốc khác thì cho rằng Việt Nam vốn ghét Trung Quốc như thế, nên dù họ thân thiện với người nước khác nhưng nhất định sẽ ghi thù với Trung Quốc. Nghe thế, anh bạn này ngay lập tức đưa ra dẫn chứng đầy thuyết phục để chứng minh người Việt Nam không hề như người Trung Quốc đang nghĩ. Hẳn chúng ta không bao giờ quên giai đoạn đau thương của dân tộc khi Mỹ đánh vào Việt Nam. Anh chàng người Trung Quốc cũng đinh ninh rằng Việt Nam hẳn là phải ghét Mỹ lắm. Nhưng thực tế thì sao? Khách Mỹ, khách Pháp hay thậm chí khách Trung Quốc có đến thì chúng ta vẫn đóng vai chủ nhà và đối đãi với họ hết sức lịch sự. Anh bạn vlogger lần đầu sang Việt Nam cũng chuẩn bị tinh thần sẽ bị làm khó làm dễ, nhưng chuyện như thế này không hề xảy ra một chút nào. Anh nói, chúng ta ghi nhớ lịch sử, học từ lịch sử, tránh sai lầm của lịch sử
nhưng vẫn cần tiến về phía trước để hiện tại trở nên tốt đẹp hơn. Đó là điều mà người Việt Nam làm rất tốt. Tóm lại, anh chàng này một lần nữa khẳng định rằng đến Việt Nam du lịch cũng như gợi ý và hướng dẫn cho nhiều đoàn khách sang Việt Nam du lịch là một trong những định hướng đúng đắn nhất trong sự nghiệp của anh. Sau khi video này của nam vlogger được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cũng đồng loạt để lại nhiều phản hồi khác nhau. Hãy cùng xem bọn họ đã nói những gì nhé! Nhiều du khách không chọn đến Trung Quốc vì thủ tục giấy tờ phức tạp. Hơn nữa, bọn họ còn bị cấm sử dụng các trang mạng xã hội phổ biến. Trong khi đó, ở Việt Nam, mọi chi phí đều rẻ hơn nhiều. Bọn họ được tự do, thoải mái lại an toàn. Là tôi thì tôi cũng chọn Việt Nam. Du lịch trong nước quả thực không hề rẻ một chút nào. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, về tham quan các danh lam thắng cảnh cao ngất ngưởng, phòng khách sạn tăng gấp đôi, nơi nào cũng có rất đông người dân. Chẳng trách nhiều người đi du lịch nước ngoài như vậy. Bây giờ vào các kỳ nghỉ lễ, bạn bè tôi đều đến Việt Nam. Nếu không nghe những gì bạn chia sẻ, tôi còn thực sự cho rằng Việt Nam là một nơi khá tồi tệ. Tôi nhất định phải đến đây một lần mới được. Cảm giác như những gì tôi nghe về Việt Nam trước giờ đều là bịa đặt. Cảm ơn bạn đã lên video. Bỗng nhiên thấy mình như ếch ngồi đáy giếng. Video này để đánh thức những con người tự cho mình là đúng, đang ngồi trong giếng nhìn trời. Chúng ta cứ nghĩ xấu cho một quốc gia trong khi còn chưa tận mắt nhìn thấy nó lần nào. Tôi đồng ý về tiền tiếp. Người Việt không quan trọng điều này cho lắm. Người Trung Quốc đã mang theo những thói quen xấu của họ đến mọi đất nước mà họ ghé thăm. Về thái độ của Việt Nam đối với người Trung Quốc, tôi có thể nói chắc chắn với các bạn rằng người Việt Nam đều ghét Trung Quốc, nhưng họ vẫn đối xử với bạn đúng mực nên đừng lo. Bộ du lịch nước ta cũng cần xem xét làm thế nào để cho phép người nước ngoài đi du lịch. Hiện nay, lượng khách du lịch nước ngoài rất ít. Có phải hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc chủ động nói với khách của mình hãy đưa tiền tip cho hải quan Việt Nam? Người nước ngoài du lịch ở Trung Quốc rất bất tiện nên chẳng mấy ai muốn đến đây nữa. Vấn đề tiền tip là do trưởng đoàn du lịch gây ra. Khi trưởng đoàn yêu cầu bạn tip thì ghi lại và khiếu nại trực tiếp lên Ủy ban Văn hóa Du lịch Quốc gia. Với sự suy thoái của các ngành công nghiệp khác nhau, một số lượng lớn người chất lượng thấp cũng đã bước vào ngành này. Đi du lịch nội địa, đặc biệt là vào những ngày nghỉ lễ, không phải là một trải nghiệm tốt. Lượng người quá đông và giá cả đắt đỏ so với Đông Nam Á, nhưng lúc đó nhiều người không tin. Du lịch Việt Nam bây giờ phát triển rất mạnh mẽ, chúng ta sợ rằng sắp bị họ đuổi kịp. Tôi cũng từng bị những tin đồn kia hù dọa và sợ sệt rất nhiều. Nhưng đến với Việt Nam rồi mới thấy mọi thứ đều là bịa đặt. Chẳng ai rảnh mà suốt ngày canh để bắt cóc bạn cả. Người dân bọn họ còn bận lao động kia kìa. Tốt nhất, chúng ta đừng tự dát vàng lên mặt mình. Bạn thực ra không quan trọng đến thế đâu. Nhờ video này mà tôi biết thêm về Việt Nam, người dân khá vui tính, nhiệt tình, chứ không hề xấu xa như tin đồn. Muốn kiểm chứng lời đồn thì cách tốt nhất là đến tận nơi trải nghiệm. Nếu không thì sẽ ngơ ngác và bị họ dắt mũi. Và đó cũng chính là nội dung của video ngày hôm nay. Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ cảm nhận của bạn sau khi xem xong video này nhé. Nếu bạn thích video này thì hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.